Thưa quý vị và các bạn, hàng chục hộ dân trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở từ năm 2018 tại khu giãn cư mới thôn Diệt Phát, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ đang bức xúc vì quyền lợi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguyên nhân là do chính quyền địa phương đã không ngăn chặn kịp thời để cá nhân cố tình coi thường pháp luật, xây dựng nâng cấp và mở rộng công trình trái phép nằm trong hành lang giao thông quốc lộ 39 và điều đáng nói án ngữ ngay mặt tiền của các hộ trúng đấu giá đất khu giãn cư. Đây là khu đất giãn cư mới được Ủy ban Nhân dân xã Thiện Phiến và huyện Tiên Lữ tổ chức đấu giá vào tháng 1 năm 2018. Trong đó có 15 số đất phía Nam tiếp giáp với phần đất hành lang giao thông quốc lộ 39. Tháng 6 năm 2018, Ủy ban Nhân dân xã Thiện Phiến có giấy mời những hộ trúng đấu giá các suất có chiều cạnh phía Nam tiếp giáp với phần đất hành lang giao thông quốc lộ 39, cam kết và giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ, không xây dựng công trình, không trồng cây, không chứa vật liệu, phế thải làm ô nhiễm môi trường và làm che khuất tầm nhìn. Khi nhà nước mở rộng đường thì tự nguyện trả lại nhà nước. Trên diện tích đất hành lang giao thông, theo hiện trạng trước khi đấu giá vào thời điểm năm 2018, có một số ngôi mộ từ trước. Tuy nhiên, vừa qua, một số cá nhân ở xã Thiện Phiến tự ý ra đào móng ngay sát đường quốc lộ 39 để đổ bê tông, xây mở rộng lăng mộ với diện tích lớn gấp nhiều lần so với hiện trạng ban đầu. Điều này không chỉ vi phạm hành lang giao thông quốc lộ 39 mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các hộ trúng đấu giá đất. Mặt đường quốc lộ tất nhiên rất thuận lợi thì em trả giá rất là cao để mua được cái suất đất này. Mà sau khi ấy thì bây giờ người ta lại xây đất như kia thì làm sao mà mình có thể kinh doanh buôn bán được, mà mộ xây to đùng một chiếc cửa. Tôi rất là bức xúc ạ, vì là khi đấu đất thì là sẽ không có cái mộ to như thế này, mà cái mộ rất là nhỏ. Thế mà bây giờ đấu đất bán cho chúng tôi xong rồi, mà bây giờ lại để cho xây cái mộ rất là to như này thì chúng tôi muốn chính quyền phải can thiệp ở cái chỗ này. Không phải ở bãi Tham Ma mà lại xây quá to như này là không thể được. Giá đất mà giá đường quốc lộ là giá rất là cao. Thế mà bây giờ lại coi như là không biết là chính quyền ra sao mà để cho một cái hành lang giao thông đường tròn đường 39A. Một cái hành lang có sẵn rồi chứ anh? Có luật rồi đấy. Thế mà làm sao mà để thế này được? Thế nên là mong rằng các cấp chính quyền chúng ta xem xét giải quyết cho làm sao mà để xây dựng một mức độ cho phép thôi, để cho hành lang đường cho thông thoáng đấy. Nhà ở mặt phố thì phải có vỉa hè, còn nhà tất cả những cái nhà mà có đất ở cạnh đường giao thông thì phải có hành lang. Thế mà lại bây giờ xây che chắn hết cả mặt của chúng tôi, vì chúng tôi mua đất để chúng tôi thứ nhất là ở, thứ hai là sau này cho việc phục vụ kinh doanh tiện lợi. Thế thì bây giờ che hết mặt của chúng tôi thì liệu nếu các anh là đất của các anh, liệu các anh có chấp nhận cái điều đó hay không? Bức xúc trước việc làm coi thường pháp luật khi cố tình xây mới trên đất hành lang giao thông với diện tích mở rộng lớn hơn gấp nhiều lần so với hiện trạng cũ và án ngữ ngay trước mặt tiền nhiều suất đất của các hộ dân. Nhiều người dân đã làm đơn và trực tiếp phản ánh đến các cơ quan chức năng đề nghị ngăn chặn và xử lý nghiêm trước pháp luật. Ngày 18 tháng 11 và ngày 23 tháng 11 năm 2020, đơn vị quản lý quốc lộ 39 và thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên đã có biên bản làm việc và lập biên bản đình chỉ thi công, yêu cầu hoàn trả theo hiện trạng cũ. Tôi đề xuất kiến nghị là nếu như cái việc nâng cấp mộ thì sẽ nâng cấp theo hiện trạng cũ và không mở rộng và không làm ảnh hưởng đến những cái suất đất mà đã đấu giá, mà Sở Tài chính đã áp giá là đất có tiếp giáp một mặt đường hành lang quốc lộ 39. Hiện nay các địa phương đang đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng nếp sống mới, thực hiện xây dựng mồ mả tiết kiệm, chống lãng phí. Việc cơi nới, mở rộng công trình lăng mộ ở đây không chỉ vi phạm hành lang an toàn giao thông tại ngay điểm giao cắt mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và nếp sống văn minh. Đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng xử lý triệt để.